em cứ đi với em cứ đi cái thôi. Dạ, nếu có giá tốt thì em lúc nào cũng có đi cái thuê. Thế nhưng có cái một lần đi cái thuê một lần ở trên Midway USS ở San Diego là lần đó là giá rất là đẹp. Thế đó thì cái free cái đó mua tiền thì như là trong số quý vị khán giả anh biết có một như nhà bác sĩ Việt Kiều có cái đằng sau có cái khu đất đó, có thể lại hỏi bác sĩ Trần bác sĩ Việt Kiều xem là có cần người đi mấy cái đằng sau không. Thưa anh em có cầm này có đi ra nhìn thấy mấy cô ấy rất là đẹp và lịch lưới, mà thấy nằm ngủ như vậy mà lưới về mà ngủ như vậy bỏ nhà rồi. Thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Thấy và bác Toàn. Thank you.